Ở trận đầu bảng A vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á năm 2024 trên sân Việt Trì tối ngày 3 tháng 6, U20 nữ Việt Nam có chiến thắng 3-2 trước U20 nữ Iran. Các bàn thắng của U20 nữ Việt Nam được ghi bởi Hoàng Thị Ngọc Ánh, Ngọc Minh Chuyên và Lê Thị Trang. U20 nữ Iran có bàn thắng được ghi do công của Hesti Foruzandeh. Bàn còn lại của đối thủ Tây Á là pha phản lưới nhà của Nguyễn Thị Như Quỳnh. Với lợi thế sân nhà, U20 nữ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm trước U20 nữ Iran hòng tìm chiến thắng. Các học trò huấn luyện viên Akira Iziri bất ngờ để thua trước sau tình huống tấn công không quá nguy hiểm của đội khách. Phút thứ 9, trung vệ Nguyễn Thị Như Quỳnh lóng ngóng đá phản lưới nhà sau đường căng ngang của cầu thủ Iran. Tuy nhiên, U20 nữ Việt Nam nhanh chóng gỡ hòa 1-1 chỉ chưa đầy 1 phút. Hoàng Thị Ngọc Ánh xâm nhập vùng cấm đón đường truyền của Lưu Hoàng Vân rồi dứt điểm tới 2 lần mới đưa được bóng vào lưới U20 nữ Iran, mang về bàn quân bình tỷ số. Có được bàn gỡ, U20 nữ Việt Nam càng chơi càng hay. Đội chủ nhà bắt đầu dồn ép đối thủ nhiều hơn và tạo ra cơ hội ghi bàn. Phút 36, từ pha đá phạt hiểm hóc của Hồ Thị Thanh Thảo, Ngọc Minh Chuyên đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn làm chủ thế trận. Phút 64, Trần Nhật Lan tung cú sút xa rất mạnh khiến thủ Fateme vất vả cản phá. Bóng bật ra và cầu thủ vào sân thay người Lê Thị Trang nhanh chân dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-1. U20 nữ Iran nỗ lực ghi bàn rút ngắn cách biệt nhưng phải chờ tới phút 88 mới hưởng thành quả. Trung vệ vào sân thay người Lê Hồng Yêu để bóng chạm tay trong vùng cấm và bị trọng tài thổi phạt đền. Hesti Foruzandeh không bỏ lỡ cơ hội này ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho U20 nữ Iran. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Cộng. U20 nữ Việt Nam có 3 điểm, đứng nhì bảng A vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024 sau U20 nữ Australia, đội thắng đậm Lebanon tới 5-0 ở lượt đấu sớm. Vòng loại này lấy hai đội đầu mỗi bảng AB vào thẳng vòng chung kết, nơi 4 đội Uzbekistan, Nhật Bản, Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc đã có suất vào sẵn. Uzbekistan là chủ nhà vòng chung kết, trong khi 3 đội còn là nhà vô địch, Á quân và hạng 3 U20 nữ châu Á 2019.